Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhân Hay Ít. Thì hôm nay là một cái video rất là đặc biệt. Tại vì sao? Tại vì đây là lần đầu tiên mà Nhân Hay Ít lộ mặt. Đây, mình chính là Nhân Hay Ít. Đó, các bạn đã quen với cái nhân vật của mình rồi. Đây chính là cái gương mặt mà các bạn đã nghe giọng từ biết bao lâu qua đây. Và hôm nay là một cái ngày đặc biệt. Và hôm nay mình sẽ thử cái tựa game hot nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là PetGo. Cái tựa game này đang có tới 195.000 người chơi lận. Và nó đang rất là hot. Và nó hot ở chỗ nào? Và liệu là mình có mở ra được cái con quý hiếm Superior nào trong cái video ngày hôm nay không? Các bạn hãy cùng đón chờ xem nha. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu video rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái này đầu tiên để coi coi nó ra cái gì nha. Được rồi, thì đây là một tựa game mới được gọi là Go Pet. Và đây là lần đầu tiên mà mình được vào cái tựa game này chơi. Thì bây giờ tụi mình sẽ vô trải nghiệm luôn. Để coi coi là hôm nay mình mở cái đầu tiên ra nó có cái gì nha. Rồi, nhấn để mở. Gì đây? 1/30 khỉ. Nhưng mà cái màu này nó hơi bình thường cho nên mình nghĩ là nó cũng không có xịn lắm hả mấy bạn. Để mình coi coi là cái con này nó có xịn không nha. Cái con khỉ bây giờ mình mở kho đồ ở đâu mọi người? Cái gì đây? Cảm ơn bạn đã chơi thưởng thức cuộn tiền thưởng cho chúng tôi vì đã chơi trò chơi ngày hôm nay 100 lần cuộn. Mình được thêm một cuộn nữa. Cái gì đây? 1/2015. Con này xịn đúng không mấy bạn? Con này là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây thì theo như những tựa game khác thì nó là rare hả? Hay là nó là... mình cũng biết đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng bình thường à. Để mình coi coi là cái game này là cái chỗ mà mình coi cái độ hiếm của nó ở đâu. Đâu để coi, cái game này nó không có một cái hướng dẫn gì hết á. Thì mình làm sao để mình coi độ hiếm của cái game này đây mọi người? Siêu xuất sắc, 1.200 Robux. Mắc quá, cái này phải pay to win rồi. Nhưng mà chắc mình không cần pay to win đâu ha. Ok, giờ tốn thời gian quá. Bây giờ mình sẽ quay hết luôn, xong rồi đi kiểm tra một lượt luôn. Đó, giờ cuộn tiếp. Gì đây? 1/4, con thỏ. 1/2 con mèo, quá đỉnh. Ủa, nâng cấp, mình được nâng cấp này mấy bạn. Rồi, mình được 1 tiền xu. Nở nhanh hơn. Cái tiền này làm sao để mình nhận hả? Cái tiền này làm sao để mình nhận? Mấy bạn chỉ mình với. Nhưng mà mình đoán là bây giờ mình phải cuộn tiếp. Mình phải roll tiếp. Đâu roll ra con gì? 1/3 con chó. À, mỗi lần mà mình roll cái này nó sẽ cộng tiền cho mình. Hay vậy là mình cứ roll hoài, roll cho tới 1 tỷ luôn. Sau này mình được có 3 con đi cùng vậy. Mấy bạn khác được bao nhiêu con? Ồ, hình như ai cũng được 3 con mấy bạn. Rồi, mình mới vô game cho nên là mấy con của mình nó hơi bèo nha. Gì 128, 130 nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ từ. Gì đây? Cửa hàng độc nhất. Rồi, gấp đôi may mắn. Rồi, không có tiền. Rồi, may mắn, cực kỳ may mắn. Siêu xuất sắc, cuộn siêu nhanh. Cái này là chắc là bấm cái nó ra liền quá hả? Rồi, cái này không... từ nó đợi mốc tính sau này tiền nâng cấp tiền 25. Bây giờ mục tiêu của mình là 25 nha. Thì mình sẽ nâng thêm một lần nữa là 25. Nửa bò rừng, con đó là con corgi mà sao lại là bò rừng kia. Rồi, cái này mở trứng nhanh hơn. Vậy thôi á, mình tưởng là nó phải có cái gì đó gọi là nở nhanh hơn, là bấm một cái là nó sẽ ra nhiều cái chứ. Nở nhanh hơn là bấm một lần thôi hả? Ít hơn một lần, vậy là thay vì bấm 4 cái thì bây giờ mình sẽ bấm được 3 cái. Ok. Rồi lại thỏ nữa, hình như nãy mình có con thỏ rồi. Ủa cái gì đây? Cuộn thú cưng 9 lần. Ok, còn 3 lần nữa. 3 lần nữa mình sẽ được nhân 2 tiền. Ủa mình mới được con cá mập nè. Cá mập dễ thương vậy. Cái này mình coi cái con này sao mấy bạn? Mình chỉ coi được vậy thôi hả? Mình chỉ ngứa vậy thôi à. Kỳ vậy. Game này nó phải có gì đúng không? Hình như cái game này là mình phải vừa mở càng nhiều càng tốt. Ok, bây giờ mình mở tiếp. Cái gì đây? Gà tây, gà turkey. Thôi bây giờ mình đủ tiền cái này nè. Giờ mình nở nhanh hơn nữa. Thôi nó cũng giống như cái kia nhưng mà nó giảm thêm một lần nữa. Thì bây giờ chắc mình đập được hai lần là nó sẽ nở. Ủa cái này nở tức thời luôn, vậy là không cần đập nữa. 150 với 100, vậy là bây giờ mình sẽ cần 250. Yeah, 250. Mình còn một con nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi hướng tới 250. Ôi chó Damantian. Bây giờ mình được nhân 2. À, nhân 2 là nó nhân 2 cái số tiền hiện tại của mình chứ không phải là nhân 2 cái tiền mình nhận được. Trời, cũng gì. Để mở tiếp. Thì đây, bây giờ cái mục tiêu của mình á là 15 thú cưng với lại mở ra được 25 cộng thú cưng. Ok, bây giờ mình sẽ tua nhanh qua khúc đó nha mấy bạn nha. Chó hoài vậy. Rồi, bây giờ mình đã hoàn thành xong hai cái nhiệm vụ kia. Là bây giờ mình được nhân 4 tiền. Thì hồi nãy mình nói lộn. Thì cái nhân 4 tiền này á, là cái nhân 4 tiền là mình sẽ được, nếu mà mình mở một con mình sẽ được 5 đúng không? Bây giờ nhân 4 là mình sẽ được 20 tiền mỗi lần mở. Đó. Chứ hồi nãy mình nói lộn, mình tưởng là nó sẽ nhân đôi số tiền của mình thôi. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ cộng 20. Đó, rồi bây giờ mình đang có 670 tiền. Bây giờ mình sẽ nâng cấp. Giờ mình sẽ nâng cấp túi đồ. Không, mình sẽ nâng cấp nở tức thời chứ. Khỏi tay quá. Xúc sắc vàng. Ủa, cái gì đấy? Cứ mỗi 10 lần lăn xúc sắc của bạn sẽ gì? Mỗi 10 lần lăn xúc sắc của bạn sẽ
sẽ gì trời? Bây giờ mình nên nâng cấp xúc sắc vàng hay là nâng cấp túi đồ? Các bạn nghĩ coi, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ chơi luôn cả hai luôn, tại hình như mình đủ. Ồ, mình thiếu 5. Ok, bây giờ mình mở thêm một lần nữa để nâng cấp túi đồ luôn, để coi cần gì đây. Rồi, bò rừng. Rồi bây giờ nâng cấp túi đồ. Đó, xem thú cưng và vật hợp. À, thì ra cái túi đồ này là nó mới cho mình coi. À đây, hiếm, thấy không? Màu xanh lá là hiếm, tại vì cái màu xanh lá này nó kiểu giống như là nó ở trong mấy cái game khác đó mấy bạn. À hiểu rồi. Nhưng mà hình như cái này nó phân theo loại đúng không? Tại vì tại sao ba con này hiếm thì nó dễ hiểu, ba con này hiếm nhưng mà con này cũng hiếm, nhưng mà con hai con này hiếm nhưng mà hai con này lại nằm ở đây. Rồi cái 3/3 này là cái gì ta? 3/3 này là sưu tầm hả? Oh, what the fuck? À cái đó là, ủa phải không? À. Ủa cái này là gì? Hello, mình tưởng là mình bán nó rồi chứ. À, hiểu rồi. Cái 3/3 này là cái trang bị. Trời, làm tưởng là mình bán nó chứ. Ok, bây giờ mình sẽ trang bị cho mình ba cái con hiếm nhất trong kho đồ mình là con này. Gì đây? Kim sư tử, mèo hiệp sĩ. Kim này là ấy chạy. Đó, để cái con kim này nó ở giữa. Làm sao để con kim nó ở giữa? Này, ok, vậy đi. Vậy là nó không có phân theo loại hả? Cơ bản nè. Rồi vậy là ba con này ba con hiếm nhất rồi đó mấy bạn. Tại vì mấy con này toàn là cái 100.000 hiện hữu không. Thôi mình có hai con mèo. À rồi, bây giờ là cái số trên này là số mình sở hữu nè. Chờ lưới đi cho nó dễ. Rồi ok. Đó, bây giờ mình sẽ có bao nhiêu đây con? Giờ mình tiếp tục kiếm. Vậy là cái game này nó chỉ roll như vậy thôi hả mấy bạn? Bây giờ mình nghĩ là chúng ta sẽ roll cho tới khi nào mà nó mỏi tay thì thôi. Cái gì đấy? Mèo rừng. Hình như con này mới, con này mình chưa có. Đây. Con này hiếm, đúng rồi, mèo rừng. Mình thích mèo hơn. Đó, bỏ vô mèo. Sắt cũng hiếm nè. Sắt cũng hiếm và nó đẹp nữa. Nhưng mà thôi, để mèo đi. Mình thích mèo hơn. Không, mèo thì phải có cá chứ. Không, sư tử cũng là mèo rồi. Sư tử cũng là họ nhà mèo rồi. Rồi tiếp, mình còn 5 lần nữa để mở ra được cái xúc sắc vàng. Rồi 4 lần để mình coi cái xúc sắc vàng nó làm được cái gì nha. Rồi 3 lần. Ôi, con này mình có rồi. Rồi bây giờ mình xong cái vụ này nè. Nhưng mà bây giờ mình mở thêm một cái nữa để coi xúc sắc vàng nó là cái gì. Xúc sắc vàng mình nghĩ là nó sẽ may mắn hơn. Mình nghĩ vậy. Rồi bây giờ mình từ nâng cấp. Cái gì đây? Đang leveling, kiếm XP để lên cấp, phần thưởng tiền xu. Trời luôn, bây giờ mình đang cấp thấp cho nên là có cái nâng cấp gì mình cũng chơi hết. Rồi, nâng cấp vàng. Gì đây? Con chó cũng không may mắn lắm nha. Mình nhận thấy nó cũng không may mắn lắm nha. Vậy là nó theo tỷ lệ rồi, nhưng mà không độ may mắn thì nhân cho 10 lần lên thì nó vẫn là không độ may mắn thôi. Ủa, con này mới nè. Rồi bây giờ mình đang từ. Ủa cái gì vậy? Gì vậy? Cá trong một cái xô. Từ từ, mình phải kiểm tra cái này. Cá trong một cái xô là gì? Cái này là sử thi. Cái sử thi này là rare. Ôi lộn. Không biết nữa chứ bà, nó hiếm hơn là cái con mà mèo hiệp sĩ này nha mấy bạn. 3.7 triệu hiện hữu là nó hiếm hơn rất nhiều mấy cái con nãy giờ mình có luôn. Con này còn hiếm nhất. Cá, đúng rồi. Mình sẽ giữ cái con cá này. Một cá cho một cái xô. Đây, con cá cho một cái xô. Mắc cười mấy bạn. Rồi bây giờ mình có 7 nâng cấp. Này trading. Rồi trading này hiểu, này dễ hiểu nè. Tăng mở khóa để tăng sức mạnh. Một cái game này đánh nhau hả? Mấy con này xíu nữa mình cho đánh nhau hả? Hay là sao mà tăng sức mạnh? Chơi luôn. Tự động cuộn, tự động roll hả? Quá đỉnh. Mình sẽ tự động roll. À, xúc sắc vàng là tăng 1.5 may mắn. Thì bây giờ nếu mà mình mua cái này nó sẽ tăng lên là 2.000 may mắn. Nó sẽ nhân 2 may mắn lên. Được luôn. Chơi luôn. Này tự động cuộn nhanh hơn hả? Được á. Rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ nó sẽ tự, bây giờ mình sẽ tự động cuộn, tự động roll. Rồi, mình cho nó tự động roll. Đây, bấm tự động lăn luôn. Đó, hợp lý rồi đó. Cá vàng. Giờ mình sẽ roll cho nó 20 thú cưng để coi nó có cái gì. Mà cái tự động roll này nó có bỏ qua mấy cái mà. Rồi bây giờ mình được nhân 6 tiền. Cái tự động roll này nó có bỏ ra qua cái mà cái con mà hiếm không ta? Tại vì mình muốn giữ là cái con hiếm để mình coi á. Ví dụ mấy bạn ra một cái con hiếm gì đó cái nó thông báo cho mấy bạn, đúng không? Chứ tự nhiên roll qua hết cái xong rồi cái mình chả biết là mình có con hiếm hay không luôn. Nó nhanh quá. Rồi để coi nâng cấp cái gì. Đây, còn một cái nữa, xúc sắc vàng. Rồi bây giờ xúc sắc vàng của mình là nhân 2 may mắn. Giờ mình sẽ thử nhân 2 may mắn nó ra cái gì. Báo cheetah, báo đốm. Để coi, báo đốm hiếm à. Báo đốm nó cũng không có ghê lắm. Vậy là nãy giờ mình chỉ có một cái con cá trong cái xô này là nó xịn thôi. Còn lại là hiếm hết. Rồi bây giờ mình trái cây. Trái cây để ăn gì? À, ăn trái cây là nó sẽ tăng cái kinh nghiệm nè mấy bạn. Tăng kinh nghiệm thì để chi? Là sao? Tăng kinh nghiệm nhiều hơn hả? Đúng không? À, cái này là nâng cấp tiền thơm hơn hả? À, cái này là đi làm tiền xu. Không cần. Không cần đi làm tiền xu. Mệt lắm. Mệt lắm. May mắn hơn. Đây, may mắn hơn. Đó, này nó phải như vậy. Siêu may mắn. What? Thôi, giờ mình cứ cuộn cái này. Rồi, tự động lăn. Giờ mình sẽ tui nhanh cái tự động lăn này cho tới cái con mà xịn nhất nha. Cá nóc.
nó ghi là cá nướng nhưng mà mình nhìn cái con này là mình biết nó là cá nóc, tại vì chỉ có cá nóc nó mới có gai vậy thôi. Cá hay quá. Bây giờ bỏ con mèo ra lấy con cá mập. Đó, bây giờ mình có bộ ba cá, một cá cá vàng nữa, nhưng mà hồi cá vàng này dịch là biết bèo rồi. Rồi bây giờ mình sẽ có cá nướng, cá nóc. Chắc chắn là cá nóc, mình không có thể lầm được. Chỉ có một con cá có gai vậy thôi, cá nóc. Rồi cá trong xô, rồi cá sắt, rồi để cho con cá trong xô này nó ở giữa thì nó may mắn. Đây cá mập, rồi cá xô. Chết rồi, vậy là cá trong nó sẽ xếp theo cái thứ tự là con hiếm nhất, xong rồi mới tới con bèo nhất, chứ nó không có xếp theo vị trí. Nó xui vậy. Giờ mình chỉ nâng cấp được mấy cái này thôi. Giờ mình sẽ, mục tiêu của mình là sẽ nâng cấp hết mấy cái này. Đó, xong rồi mình mới nâng cấp tới những cái này trong đây. Cái nào quan trọng nhất, cái nào dễ kiếm tiền nhất thì mình sẽ nâng cấp nó trước. À, hiểu rồi. Mỗi lần mình lên cấp là mình sẽ được tăng thêm tiền. Nếu mà theo như mình hiểu như cái hồi nãy mình đã nói vậy. Ê, cái con hồi nãy là thú mỏ vịt đúng không? Cái con nãy là thú mỏ vịt á. Đâu. Cái con này là thú mỏ vịt. Làm sao mà mình coi được cái này ta? Đây. Nè, mỏ vịt nè, đuôi hải ly nè, chân hải ly luôn. Ừ đúng rồi, nó là thú mỏ vịt đó mấy bạn. Thú mỏ vịt berry. Nhưng mà nhìn nó đấy là nó phải sọc chứ nhìn nó mắc cười quá. Đây bốn cái chân này, cái chân hải ly ở dưới đằng sau nè, rồi cái đuôi hải ly luôn nè, rồi cái mỏ vịt nè, màu xanh như vậy là chắc chắn là chỉ có berry thôi chứ không còn con nào khác hết. Quá đỉnh. Thì mình sẽ roll tiếp. Ồ nãy có con, nãy mình thấy có lấp ló một cái con hươu cao cổ. Cái con hươu cao cổ đó mình chưa thấy bao giờ. Mình sẽ để cho nó tự động lăn. Còn hai con nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Rồi con cuối cùng nè. Con cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ lên được 9 lần. Nhân 9 45 vàng. Rồi bây giờ khi mà mình mở được một con là nó sẽ nhân cho mình 45 vàng. Đúng luôn. Rồi bây giờ mình có 7 nâng cấp. Nâng cấp gì đây? Rồi may mắn hơn có nè. Càng tốt. Đây là chắc thú cưng may mắn. Thú cưng càng xịn thì may mắn càng cao. Cái này là tiếng Việt cho nên nó dịch giống như là dịch Google, cho nên là nó khó quá. Mấy bạn đợi mình xíu để mình chỉnh qua tiếng Anh cho nó dễ. Rồi, bây giờ quay trở lại nè. Fish in a bucket. Puffer fish. Đó thấy không? Puffer fish. Puffer fish là cá nóc. Đây để mình tìm kiếm thử. Đó, puffer fish, cá nóc. Cá nóc là một loài thuộc họ cá nóc, bộ cá nóc. Rồi platypus. Rồi thú mỏ vịt đúng luôn. Nightcat, hiệp sĩ mèo, lion, sư tử, quá dễ. Cheetah, báo đốm, bill, bò, goldfish, cá vàng, turkey, gà tây. Đó, shark, cá mập. Gecko. Gecko hồi nãy cái con này nó dịch là con mèo. Nhưng mà cái con gecko này là con tắc kè nha mấy bạn, chứ không phải là con mèo. Monkey, khỉ, ducky, dịch corgi. Đó thấy không? Corgi là con chó corgi chứ đâu phải là con bò. Fox, cáo. Raccoon. Đó, raccoon. Raccoon là con gấu mèo mà hồi nãy là nó dịch là cái con chó kỳ ấy. Lamb. Đó, lamb là con cừu nha. Chicken là con gà. Rồi chick là con gà con. Piggy, heo. Squirrel, sóc. Dalmatian. Dalmatian là chó đớm á mấy bạn. Rồi bunny, thỏ. Dog, chó thường. Rồi cat, mèo. Đó, mấy bạn mà muốn kiểu biết cái con đó là con gì, mấy bạn chơi tiếng Anh xong rồi mấy bạn dịch ra là mấy bạn vừa học được tiếng Anh mà vừa biết cái con đó là con gì nữa. Chứ tự nhiên bây giờ mấy bạn đem khoe cái con, ví dụ mình con raccoon đi, tự nhiên mấy bạn đem con raccoon lên khoe cho mọi người biết là con này là con chó mấy bạn, sao được đúng không? Nó là con raccoon đó mấy bạn. Bởi vì mình khuyên là mấy bạn chơi tiếng Anh, vừa học tiếng Anh vừa biết được con đó là gì nữa. Đó, gì đây? Enjoy the game, get a permanent boost. Thôi không cần. May mắn của mình là mình tin vào may mắn của mình. Nó không cao nhưng mà được cái là nó đủ xài. Ủa cái gì vậy? Hồi nãy mình thấy một cái con rất là đẹp nha. Đâu đây? Axolotl. Cái con này kỳ nhông Mexico. Con này mình thích nó lắm. Tại vì hồi đó mình có nuôi một con. Nhưng mà mình nuôi không có kỹ á, cho nên là nó ốm nhom à. Mà được cái là nó đẹp nha mấy bạn. Mà lâu quá cho nên nó cũng đi rồi. Nữa, một con nữa. Rồi bây giờ mình sẽ roll thêm 20 con nữa. Mình sẽ tu nhanh tới cái lúc 20 con đó nha. Rồi, hồi nãy giờ là mình roll ra được 2 con mới. Và 2 con mới đó là gì? Đó là con voi. Một là con voi và hai là con parrot, là con vẹt. Đây con vẹt đây. Ui con vẹt nó sẽ bay. Nó biết nói không? Vẹt là phải biết nói rồi. Nhưng mà con vẹt thì chắc không biết nói quá. Ok con vẹt nó bay nè mấy bạn. Rồi, giờ có con voi chắc nó sẽ bự hơn. Đúng không? Nó mà so ra, ồ con voi nhỏ vậy, con voi nó còn nhỏ hơn con cá nữa. Con cá trong cái xô nó còn bự hơn con voi. Nè, nếu mà mấy bạn so nè, con cá cái xô nó bự hơn con voi nhiều nha. Nó lạ vậy đó, như cái gen nó lạ vậy đó. Rồi, mình nhận lấy con cá tiếp, cá mập. Đó, giờ mình sẽ roll tiếp. Mình còn 5 lần roll nữa. Là sinh nhân 13 tiền. Tiền kìa. Thì ra cái đập tiền này là cái đó. Và nếu mình đập nhiều hơn là sẽ nhiều tiền hơn. Will sometime appear bigger coin. Bây giờ mình nâng cấp cái này là cái chồng
cái chồng bự hơn nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà mình nghĩ là nó chưa hợp lý lắm, nghĩ là chưa nâng cái đó vội. Exit đi, kệ đi, vừa tại vì lúc này đó mình đâu có ấy được đâu, cho nên kệ đó. Hai lần rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Room pet breakable là gì? Cái nhiệm vụ breakable này là gì mấy bạn? Để coi, từ từ, breakable này là sao? Là mình đập cái này đúng không? À, breakable là cái này. À, hợp lý. Bây giờ mình sẽ nâng cái... Ơi, mình đủ tiền cái kia rồi. Gold Strike, every 8 roll, thay vì 10, 2 roll, do all the thing when rolling. Cái này rất là cần thiết nha. Tại vì sao? Tại vì lúc mà mình roll thì mình có thể làm chuyện khác được. 2 roll, đó. À, là nó roll trên này. Bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ breakable này. Đó. Cái gì đây? Purple Cobra. Purple Cobra là con gì? Rắn hổ mang tím. Quá đỉnh. Rắn hổ mang tím mấy bạn. Nhưng mà rắn hổ mang nó hình vuông ha. Chắc do cái này Roblox cho nên nó hình vuông, với có cái đuôi nó thành một cái con khác luôn rồi, chứ nó không giống rắn lắm. Như đây là cái lưỡi đúng không? Cái game này nó phải có cái cơ chế gì đó cho mình ngắm cái con này chứ đúng không? Từ bây giờ mình sẽ Rainbow Die every 100 roll. Mình sẽ nâng cái này trước. Đó, nó phải có cơ chế gì đó cho hả người xem người ta thấy được cái con cưng của mình chứ. Đây Purple Cobra, tiếc quá nó chỉ là rare thôi. À, bây giờ mình mới để ý nha, mấy cái ngôi sao này là gì? Chắc là nó chỉ độ hiếm thôi đúng không? Tại vì chỉ có mấy cái con mà hiếm từ rare trở lên nó mới có ngôi sao này thôi. Ờ đúng rồi, Epic là 2 ngôi sao. Rồi còn bình thường là Basic là không có ngôi sao nào hết. Vậy cái đó độ hiếm thôi mấy bạn. Nhưng mà từ giờ mình roll tiếp. Ôi Rhino. Tê giác là gì? Ơi đừng nói tê giác chỉ Basic thôi nha. À, tê giác là rare. Tê giác mũi dài, giác có mũi dài và nó màu xanh dương. Hay á, hình như mình càng ngày mình càng mở ra được thú xịn nè mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó tiếp. À, tỷ lệ roll của mình bây giờ là 7.8%. Cái chồng cái bự vậy. À, không được, cái chắc của người khác. Ô bia gấu, mình là con gấu mới Benny. Giờ mình cứ để cho nó vậy thôi. Break thêm 7 cái, 8 cái nữa. Unicorn, kỳ lân, epic. 2 con epic, quá đỉnh. Kỳ lân mà chỉ epic hả? Kỳ lân là thú xịn mà. Cái con này cái sừng nó phát sáng nè. Kỳ lân là thú xịn mà epic hả? Chán vậy. Turbo auto roll. Roll item, get item sau khi roll. Thôi không cần đâu. Lucky mình sẽ nâng cấp lucky pet, super lucky. Luck permanent increase even more. Mình sẽ nâng cái này. Change to trigger say wild luck event. Không hiểu lắm. Mình sẽ nâng cấp mấy cái dễ hiểu trước. Mình sẽ nâng cấp cái turbo auto roll. Đó, gold striker. Bây giờ là thay vì 10 lần mình chỉ cần roll 8 lần là nó sẽ roll vàng. Bây giờ mình đang muốn thử là cái roll vàng đó nó sẽ có tỷ lệ bao nhiêu. Nó có tăng tỷ lệ này không biết nữa. Bluefish, mấy con mới. Bluefish, cá xanh, mình không nghĩ nó là cá xanh. Bây giờ chắc là mình sẽ cái gì đây? Nó thông báo cái gì? Apple boot run out, mấy cái kia. Không sao. Tiếp. Tappy cap, bây giờ mình sẽ đợi 10 con. Mình sẽ đợi thêm con hiếm mình mới mở ra một lần, còn con mới là mình bỏ qua mấy bạn. Tại vì con mới thì nó cũng đơn giản là mấy con basic thôi. Chừng nào con mới mà. Hot đẹp á. Cloud dog, chó mì. Giờ mấy con mới mà từ rare đổ xuống là mình dẹp nha. Mình đợi 10 con mình ra một lần luôn. À, cái cục màu vàng là nó cũng vậy à. Nó không có tăng thêm nữa mấy bạn. Mình đập một cái chồng này nó sẽ cho mình bao nhiêu? 65 hả? Rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ tụi mình sẽ thử trải nghiệm một cái Rainbow Dice đầu tiên. Để coi là cái Rainbow Dice đó nó có xứng đáng không nha. Nhưng mà mình nghĩ chắc nó xứng đáng hơn cái vàng. Tại vì cái vàng nó hơi bèo. Thôi vậy là cái game này mình chỉ cần vậy thôi đúng không? Hay á. Giờ mình sẽ, mục tiêu của mình trong hôm nay là sẽ kiếm được 5 con Epic. Mấy bạn đừng có cười. 5 con Epic, bây giờ mình mới vô game thôi. Mình mới vô game có 30 phút mà mình kiếm 5 con Epic. Đó, cái đó là cái bắt đầu. Vậy mình chơi free to play nữa mấy bạn. Mình đâu có, mình không có nạp gì hết. Đó, cho nên là cái bữa đầu tiên hôm nay mình nghĩ là 5 con Epic là mục tiêu hợp lý nhất. Giờ mình sẽ kiếm 5 con Epic trước. Bây giờ mình có 3 con Epic rồi, mình sẽ kiếm thêm 2 con Epic nữa. Còn 16 lần nữa để cái xúc sắc cầu vồng nha quý vị. Rồi bây giờ là mình đang có xúc sắc vàng 7 và 7 lần nữa là xúc sắc cầu vồng. Bây giờ mình sẽ roll tay cái này. Theo mình thấy là mình roll tay thì chắc chắn là nó sẽ may mắn hơn. Mình nghĩ vậy. Không biết nhưng mà mình đoán vậy. Sẽ roll tay nha mấy bạn. Ê từ từ. Trước khi roll thì mình nâng cấp cái này chút. Nâng cấp này.
Luckiest. Cái này là lucky xịn nhất. Đủ 1 triệu. 1 triệu. Không đủ rồi. Rất là không đủ. Ván trượt. Bây giờ mình có ván trượt. Cái ván trượt này nó sẽ nhanh hơn. Nhảy được không? Nhảy được nha. Nhảy là bay nhanh hơn. Thì là cái này nó chỉ đẹp thôi chứ nó có gì khác không? Nó có gì khác không trời? Ok, đẹp là được. Tại vì mình lúc mà mình vô game mình thấy ai cũng bay trên trời, có mình đi một vòng dưới đất thôi. Hoverball nó gấp được. Hoverball booster. Chạy nhanh hơn. Chạy nhanh hơn. Cái game này chạy nhanh hơn để làm chi? Không biết, nhưng mà hình như là mình nâng cấp lên nó sẽ đẹp hơn. Những cái nâng cấp ván này nó sẽ đẹp hơn và nó chạy nhanh hơn. Dù là nó không có cần thiết. Gì đây? Coin poison, boost poison from roll from 10 minute. Chơi luôn. Đâu, bây giờ mình lấy cái put coin nó ở đâu? Đây đúng không? Tap for 5, lucky. Vô luôn. Chơi luôn, xài hết luôn. Rồi bây giờ là 14, 15 phút nữa. Bây giờ mình sẽ xài hết cái này luôn cho 15 phút để coi nó ra gì nha. Rồi cái vàng không có gì chắc chắn. Cái vàng không có gì. Phải. Bây giờ là khoảnh khắc của sự thật. À không, từ từ, một thấy nữa. Rồi, chưa ráp. Mở ra, bây giờ là cái xúc sắc cầu vòng. Theo như mình biết thì cái xúc sắc cầu vòng này nó xịn hơn là cái xúc sắc vàng. Nhưng mà để coi là cái xúc sắc cầu vòng này nó ra cái gì nha. Mình đoán là mấy cái mà may mắn trong cái game này, nó gọi là nó có cũng như không mấy bạn. Mình nói thiệt luôn á, xuất sắc cầu vòng, xuất sắc vàng nãy giờ nó không ra được cái gì hết, cho nên là tốt nhất là tụi mình đừng trông mong nó quá nhiều. Bây giờ mình nghĩ là cái hợp lý nhất là tụi mình sẽ kiếm thật nhiều tiền, xong mình nâng cấp cái khả năng may mắn của mình lên thôi, chứ còn xuất sắc cầu vòng, xuất sắc vàng nó không có ý nghĩa lắm nha. Quá thất vọng, quá thất vọng. Giờ mình đang có 13 phút lucky poison và coin poison. Đó, tăng lucky và tăng coin nhận được. Gì đây? Lucky poison xịn hơn. Last longer, lâu hơn, xịn hơn và lâu hơn. Time poison. Thôi mình đang ấy cái kia rồi. Từ từ, cái vending đó là gì? Disappear a random poison for price 10. Cái vending này là nó sẽ cho mình cái poison được nhanh hơn, đúng, hợp lý. Cái vending machine nó sẽ xuất hiện nhanh hơn, nó sẽ cho mình những cái bình đó. Ôi, lucky mình có nữa nè. Gì đây? Spotted egg, cat egg. Cái trứng này là cái trứng xịn hơn cái trứng bình thường. Hồi nãy giờ tụi mình mở cái trứng bình thường. Hiểu rồi. Thì ra là vậy. Đây, spot S. Cái trứng này nó xịn gấp 3 cái trứng bình thường. Tắt cái này. Đây, trứng này trứng cát. Đó. Hay á. Giờ mình sẽ tập trung nâng vô cái trứng cát. Giờ là cái trứng cát này nó còn 2 trứng nữa. Để coi là nó sẽ có cái gì nha. Để coi cái trứng cát đó nó sẽ tăng lên thành cái trứng gì. Nó có may mắn hơn không? Đó, từ lúc mà tăng lên cái trứng này là đồ xịn càng ngày càng nhiều hơn. Cloud Dog. Con chó này mắc cười. Chó dễ thương. Whale Shark. Cá voi mập. Cá voi cá mập. À, cá mập voi. Cá mập voi với các bạn. Được á. Tính bây giờ mình phải cần 75 lần. Giờ trong cái thời gian đó là mình sẽ tăng cái này. Mình sẽ đi mở mấy cái này. Umbrella Dog. Dù chó. Chó cầm dù. Chó cầm dù. Dù chó. Rồi, bây giờ là mình đã 143k. Từ đợi mình mở thêm cho nó đủ 150k. Mình thích số chẵn hơn. Mấy bạn được bắt bẻ. Mình thích số chẵn hơn. 150k cho mấy bạn. Rồi, 150k. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái con cat S này. Đó, bây giờ là upgrade to cat S on pet A 1/4 or better. Trứng con pet sẽ xịn hơn. Đó, 1/4 hoặc là better. Random event happen more often. Cái gì đây, random event là gì? Mình không biết, nhưng mà nghĩ là mình nâng cấp cái cat pet đó trước. Rồi, double rainbow. Cái này rất rất cần. Nó sẽ nâng cái tỷ lệ rainbow của mình lên từ 5 × 6.5. Đó, thì mình sẽ nâng cái này luôn. Tại vì mình đập mấy cái đó nó hơi cực. Rồi, bây giờ mình đã chuẩn bị đầy đủ để nãy giờ mình quên mất. Một cái này sẽ nhận thêm tiền thưởng khi mà con bet đó chơi 1/1000. Chắc chắn mua này luôn. Rồi, trading này là gì? Trading Plaza. Đó, bây giờ mình đã đến được Trading Plaza. Bây giờ mình sẽ thử coi là cái Trading Plaza nó có cái gì nha. Ok, bây giờ là tụi mình đã mở ra được một vài cái mới. Thì mình sẽ coi này là gì. Collection. Mình sẽ coi được những cái mà mình đã có và những cái mình chưa có. Ồ, mình còn thiếu cái con hamster. Trong cái bài xích mình còn thiếu hamster. Mình còn thiếu
nhím, mình còn thiếu cá xanh lá. Đó, mình còn thiếu ong. À không không, basic. Ồ, vậy là basic mình gần đủ rồi mấy bạn. Basic là mình, đó basic mình đủ rồi. Basic mình thiếu còn hamster, bây giờ kiếm hamster của basic. Đó, mục tiêu hôm nay là chỉ là như vậy thôi. Mục tiêu hôm nay là sẽ full cái basic, full cái rare. Đó. Vậy, trade, trade gì đây? Anh bạn này muốn trade cho mình. Bạn muốn trade gì? Mình sẽ trade cái này. Mình sẽ trade hai con hiếm nhất của mình. What, hai con hiếm nhất của mình có 4 gen thôi hả? Này có chat được không? Cho xin con nào mạnh đi. Vậy, con bên đây mình có rồi. Thôi dịp. Thôi kẹn xồ. Không thích. Thôi quay trở lại thì bây giờ mục tiêu của mình là basic với rare. Mình phải giải quyết được hết mấy cái này. Xong rồi sau đó mình sẽ tính tới mấy chuyện xịn hơn. Ok. Ủa, cái con này đẹp vậy. Pirate cat. Cái pirate này xịn nha. Pirate này xịn nha. Ok ok. Để bây giờ mình sẽ kiếm mấy cái con pirate đó với lại mấy con basic. Rồi trong cái thời gian đó mình sẽ đi đập cái xu. Rồi bây giờ mình sẽ tua nhanh cho tới cái lúc mà mình kiếm được mấy con đó chứ. Chứ bây giờ ngồi đợi lâu quá. Mình nói thiệt, mình xem chán luôn á. Để mình giúp các bạn tua nhanh thời gian. Pirate Panda. Cái con cuối cùng đó là cái con Pirate Panda luôn. Từ từ, đợi xíu. Đây, mình đã có Pirate Panda. Đâu rồi? Pirate Panda. Đây. Pirate Panda, vậy là mình đã được ba con trên cái bộ Pirate rồi. À, một trong ba con của cái bộ Pirate. Giờ là mình còn thiếu con Pirate Cat và con Pirate Parrot. Đó, mình đã có Pirate Panda rồi. Đây. Ok, bây giờ roll một đống lần mình mới nhận ra là mấy cái poison của mình đã hết rồi. Nên bây giờ chúng ta sẽ dùng tiếp. Đây, ở đây mình mới mua cái breakable poison, không biết là gì hết nhưng mà xài luôn. Rồi, confut. Rồi, lucky poison. Đó, bây giờ có mấy cái này nè, nó dễ hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ roll tiếp. Đào đi. Đào ra được táo nè. À, mỗi cái trái cây nó sẽ có một cái riêng nha mấy bạn. Ơi, What? Con legendary đầu tiên, bây giờ mình đã mở được con legendary đầu tiên là con mèo dứa. Thôi vậy là cái sự may mắn nó đã được tăng lên một chút nha. Khi mà mình sử dụng mấy cái bình này. Họ thì ra đây là con legendary đầu tiên. Mình đã có pineapple cat. Vậy là cái khả năng mà mình sẽ mở được một con superior là sẽ rất là cao. Đó, bây giờ cái mục tiêu của mình bây giờ là superior chứ không còn là epic hay là rare nữa. Vậy là theo kế hoạch là tụi mình vẫn sẽ nâng cấp những cái này cho cái may mắn nó tăng lên. Đó, xong rồi. Tìm mấy cái con đó. Rồi, vậy là game này đâu phải là game pay to win đâu mấy bạn. Tại vì chỉ cần chăm chỉ thôi, chỉ cần bỏ thời gian một chút thôi. Rồi, bây giờ mình xin dần hết vô cái lucky. Mình sẽ đầu tư vô hết lucky để mở ra mấy cái con đó. Quá đỉnh. Mà cái game này mình thấy á là nó sẽ hay hơn nếu như một những cái con này nó cho một cái nội tại gì đó cho tụi nó. Giống như là cái con mèo dưới này nó sẽ tăng tiền hay là gì đó thì nó sẽ hấp dẫn hơn, hay là gì tụi nó chỉ đi theo mình như vậy rồi đi đào đất đó. Các bạn ý kiến như thế nào thì hãy comment ở phía dưới mình biết với nha. Mình thấy là nó lâu quá cho nên là nó khá là mất hy vọng nha, tại vì nãy giờ mình roll không được thêm một con epic nào hết. Không lẽ mình xui tới vậy? À, cái này là cái đổi trứng thôi mấy bạn, nó không có gì hết, nó chỉ là đổi trứng thôi, đổi thành mấy cái trứng mà nãy giờ mình lấy thì nó xui. Ok, vậy là mình đã kiếm thêm một em nữa trong hàng ngũ pirate đó, và bây giờ mình chỉ thiếu con mèo nữa là đủ bộ con mèo, đủ bộ pirate của mình. Bây giờ mình đã kiếm được parrot với lại con pirate panda. Đây một con, đâu rồi, đây một con pirate, một con, tắt mấy này đi. Một con parrot với lại một con panda đó. Bây giờ mình đã có hai con. Thêm một con nữa. Hiểu rồi. Đó, bây giờ mình chỉ cần kiếm được con mèo nữa là xong mục tiêu video của hôm nay. Cố lên. Chứ còn những cái con kia thì nó khó kiếm quá. Nó quá là lâu mấy bạn. Con gì vậy? Epic Spitting Dino. Spitting Dino là con gì? À, con này là con khủng long nha mấy bạn. Con khủng long mà nó có hai cái màng cũng được. Mặc dù nó là epic, không phải là thứ mình đang tìm kiếm. Ok, sau nửa tiếng quay thì mình đã xài hết, gần hết. Còn có 3 phút của cái Lucky Potion này thôi. Mà mình thấy nó cũng không có ấy lắm. Cho nên là bây giờ mình sẽ quyết định quay một lần cuối cùng của cái xúc sắc cầu vòng này. Để xem coi là game nó có ban phước gì cho mình không. Chứ nãy giờ quay xui xẻo quá, không ra một cái gì hết ngoại trừ mấy con rare với lại mấy con epic. Mình cũng có thêm được là một con hot dog legendary. Cái này là quá xịn. Cái con cái này nó khá là đẹp. Đó, cái con này nó nhìn nó vui. Nó là hot dog mấy bạn, nó là chó nóng, nó là xúc xích chó nóng. Một con spitting dino là cái con mà cái con khủng long nó có hai cái màng. Cái con này nó phun độc ở trong con. Bạn nào mà coi công viên kỹ Jura rồi thì các bạn sẽ thấy
Thì đó, thì mình nãy giờ là mình được thêm 3 con epic, 2 con epic với lại 2 con legendary là hơn nhất, còn lại toàn là rare với lại basic. Không, basic con này mình có 60 con dịch, chả biết làm gì hết. Đó, cái này thì chắc là mình sẽ thử chơi qua khu trading coi là mình sẽ làm gì được với cái con này. Còn bây giờ thì đây là lần cuối cùng mình roll. Đây là xuất sắc cầu vòng. Sau cái xuất sắc cầu vòng này sẽ là cái xuất sắc vàng. Giờ mình sẽ nâng cấp hết luôn. Bây giờ mình nâng cấp được cái lucky, nâng cấp vô hết cái lucky này luôn. Ủa, lucky mình nâng hết luôn rồi, chả cần nâng cái lucky gì hết. Từ để coi nha. Giờ mình sẽ còn 500 tiền mình sẽ legendary pet bonus coin. À, đây là thêm, cũng không có gì hết. Rồi, bây giờ sẽ là lần roll cuối cùng. Mình hết tiền rồi, mình cũng hết những cái lucky rồi, mình xài hết bình lucky rồi. Ở bây giờ mình sẽ roll lần cuối cùng để coi nó ra gì. Không ra gì hết. Hôm nay không phải là ngày của mình rồi mấy bạn, cho nên là tụi mình sẽ thử là một ngày sau. Tại vì các bạn biết là cái gì nhiều quá nó cũng không tốt. Hình là mình đã roll cũng 2-3 tiếng rồi và nó không ra là nó không ra chắc chắn luôn. Bây giờ mình cứ cố như thế nào nữa chắc nó cũng không ra. Cho nên là nếu như các bạn thấy video này hay và thú vị thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.